nên cấm luôn cả Syndra của đường giữa, rất dễ hiểu thôi. Những Aurelion Son hiện ra, cơ hội dành cho Flawgop để chọn, nhưng họ bắt buộc phải chọn cách ly đi khu vực đường dưới vì họ không muốn thua một đường, mà nếu thua thì gần như sẽ không thể nào bật ngược trở lại được với Enel. Tôi hy vọng rằng bang sẽ chọn Ezreal và cho chúng ta thấy là cái kèo Ezreal với Caitlyn nó sẽ phải được đánh như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ là lựa chọn dành cho anh ta vẫn còn khá nhiều. Anh ta sẽ còn Jhin, Ezreal, Sivir, nói chung là cũng khá nhiều lựa chọn dành cho bang ở trong trận đấu này. Thì còn phải đợi thêm chút xíu đã. Nhưng với việc mà lấy Nami thì cái khả năng chọn Ezreal rất cao. Ezreal hoặc là Lucian thôi, bởi vì sẽ không ai chọn Sivir với lại Nami cả. Kèo này chắc tôi nghĩ rằng Nami thật ra cũng một phần đó cướp khỏi tay của Sogek, vì với cách Lin và Nami là nó cực kỳ mạnh ở khu vực dưới, bạn không thể nào gần như là chống cự cặp đội này. Khả năng hồi phục tốt, rút lui cũng có, hỗ trợ lẫn nhau trong khả năng rút lui rồi trở về, và Olaf dành cho Bengi trong ván đấu này. Còn Flawgop thì khi mà Kai'Sa phong độ cao, đặc biệt là với Lee Sin thì không có lý do để không chọn lần nữa cả. Ở ván đấu trước khi mà anh ta sử dụng Lee Sin, phải nói cái phong độ của anh ta MVP cực kỳ khủng khiếp, nghe là cú sông âm của anh ta có độ chính xác cao, và mỗi lần mà anh ta dùng cái nổ lông cước kết hợp với lại vô ảnh cước và thêm cái sóng âm, ba chiếc đất này kết hợp với nhau một cách cực kỳ nhịp nhàng và dứt điểm đối phương cực kỳ dễ. Anh ta là Lee Sin mà tôi cảm giác ấn tượng nhất bởi vì cái trận đấu hồi nãy với Lee Sin của anh ta. Trước đó thì là Revolta với cân địa chấn trước EDG, nhưng với Kai'Sa sau trận đấu chiến thắng rồi hồi nãy của Flawgop thì tôi nghĩ rằng đây chính là Lee Sin có màn trình diễn ấn tượng nhất cho tới thời điểm hiện tại trong cái thế giới 2016. Thì anh ta sẽ là một mối đe dọa thật sự cho Faker ở đường giữa, thì rất cần sự hỗ trợ của Bengi xung quanh khu vực này. Nhưng mà đường giữa vẫn chưa lộ bất kỳ một lựa chọn nào cả đến từ cả hai bên. Flawgop muốn để cho Maple có được cái lựa chọn của mình càng trễ càng tốt, nhưng làm gì thì làm, SKT vẫn là người có tiếng nói cuối cùng trong kèo ở đường giữa, bởi vì họ ở bên phía đội 2. Còn Bobby thì đã có kèo giải quyết, đó là Trundle. Và tôi nghĩ rằng nếu như không có sự can thiệp từ bất kỳ ai, 1-1 ở khu vực đường trên, kết thúc landing phase đúc chắc phải hơn tới 30 lính lợi. Tôi nghĩ rằng con số 50 cũng có thể được, và thậm chí ở phút 30 tăng thêm 100 lính với kiểu như là hai người đường trên thi đấu 1-1 với kiểu nhau. Bengi thật ra không nhiều lên hỗ trợ đúc kìa, cắm mắt thì có thể là có, còn Kai'Sa thường bỏ một em đi để hỗ trợ khu vực giữa bằng đường dưới mà thôi. Còn hai sự lựa chọn tiếp theo dành cho Flawgop với Bobby, họ đã lộ diện rất rõ đội hình, nghe đánh xung quanh Caitlyn của Enel. Khi mà có Lee Sin đã ngược đối phương trở ngược ra, Bobby làm dàn chắn trước mặt, và với Caitlyn và Brom ba vị tướng chống chịu và Aurelion soi khu vực đường giữa, lần này thì SKT không cấm thì không biết Bubble là đưa ra sử dụng hay không, và Big Victor trước. Đây là một lựa chọn mà sẽ rất ổn định và an toàn bên Flawgop. Flawgop quyết định chọn một đội hình mà thật ra tôi nghĩ rằng họ đang có những vị tướng rất tốt. Đầu tiên là cái độ thuận tay của đội hình bên phía của Flawgop là cực kỳ cao. Với Bobby của MMD, với Kai'Sa, Lee Sin và Maple, tôi nghĩ rằng một người đánh đường giữa ở đẳng cấp của anh ta thì Victor là một lựa chọn mà ta hoàn toàn có thể đánh một cách cực kỳ thoải mái. Thì họ đang có một cái nền tảng rất tốt bước vào cái trận đấu than chốt này. Flawgop tôi đang nghĩ họ làm rất tốt với đẳng cấp và chọn. Nhưng ở phía bên này SKT cũng đã có những lựa chọn mang tính chất khắc chế rất là nhiều. Ví dụ chúng ta nói về việc là lấy Nami và đặc biệt là Nami Ezreal, rồi trên đồ khắc chế Bobby ở đường trên. Thì câu hỏi đặt ra là Faker sẽ đánh gì ở đường giữa. Bây giờ còn đường giữa sẽ có Cassiopeia thêm cả lớp lăng cũng được. Nhưng mà kèo ở thời điểm hiện tại mà đánh lớp lăng này chắc là hơi khó. Bên kia cũng Bobby mà đánh lớp lăng kiểu như tự sát luôn. Đúng, có ngày bạn không có kết hợp đâu. Sớm thì gần như là bạn không thể làm không được, bạn không vào được luôn, bạn không thể nào vào W vào được khi mà Bobby có W. Thì tôi không nghĩ là lớp lăng đâu. Lissandra là lựa chọn của Faker, đã khóa vào rồi. Như vậy là Lissandra dành cho Faker đối đầu với lại Victor bên phía của Maple. Một kèo đấu mà tôi nghĩ rằng nó sẽ không phải là một kèo đấu mà chúng ta có thể giải quyết bằng 1-1. Sẽ chẳng có một người chơi nào mà đánh 1-1 mà lấy Lissandra đối đầu với lại Victor cả. Lissandra này lý định là đánh phối hợp với lại đồng đội mà thôi. Đánh nhau tranh kỳ mạnh dành cho SKT khi anh biết rằng thật ra cái lượng sát thương lớn đến từ Flawgop giai đoạn về sau chỉ là Maple hoặc Enel. Thì chọn một vị trí dứt điểm và khóa là đối phương ngay lập tức, có thể là cột băng tung ra thêm cái chiêu cứu của Nami. Nghĩa là khả năng tranh cực kỳ tốt của SKT. Đúng là Flawgop nên đối mặt 5-5 ở trong những góc nhỏ và hẹp thì cái khả năng chặn đến từ Sogek cộng với là AMD là tốt.
Nhưng nếu dịch chuyển từ phía đằng sau, đánh ở rất nhiều hướng như kiểu SKT, họ rất mạnh trong những pha vào tranh. Olaf lao vào ở chiều cuối, cột băng của Trundle, dịch chuyển của Lissandra và chiều cuối của Nami nữa. Thì đó là những cơ hội mà SKT thể hiện kỹ năng vào tranh thường thường. SKT và Flash Warp, như đã nói, SKT luôn luôn gặp khó khăn khi đối đầu với Flash Warp, hay nói chính xác hơn là họ đã 3 lần liên tiếp thất bại trước Flash Warp ở trong năm nay rồi. Và liệu có lần thứ tư hay không, hay đây sẽ là lần đầu tiên mà SKT có được chiến thắng trước đại diện đến từ EMS. Xin nhắc lại lần nữa ý nghĩa của trận đấu này. SKT thì đã vào vòng trong và nhất bản rồi, nhưng vấn đề còn lại là số phận của Cloud9. SKT thắng là Cloud9 sẽ vào tứ kết, SKT thua chúng ta sẽ phải có một trận tranh tiebreak giữa Flash Wolf và Cloud9 để xác định xem chiếc vé thứ hai ở bảng này đến với tứ kết là thuộc về ai. Rất quan trọng. Toàn bộ đội hình, toàn bộ fan hâm mộ của Cloud9 đang ngồi xem trận đấu này và cổ vũ cho SKT. Trận đấu then chốt đối với Flash Wolf và Cloud9, và số phận của cả hai đội nằm trong tay của SKT. Đương kim vô địch thế giới khởi đầu trận đấu này ở bên phía đội 2 và Flash Wolf bên phía đội 1. Và một lần nữa thật ra nhìn vào đội hình, thật ra khi mà nhìn vào đội hình đến từ cả hai bên, nếu được lựa chọn đội hình mà bỏ qua cái tên thi đấu thì chắc sẽ chọn đội hình đến từ Flash Wolf, vì những sự lựa chọn của họ cực kỳ an toàn. Cách Lin và Prom thật ra bạn đi đường gần như rất khó để thua. Lee Sim thì đấu tốt thì có khả năng phở đã bao quát lại nửa bản đồ phía trên, giúp cho Maple và thêm các em đi vượt trội hơn. Đó là những sự lựa chọn hiện tại đang cực kỳ mạnh và nó đảm bảo an toàn, không cho bạn bị hạ gục cách cực kỳ dễ dàng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái kèo mà phải giải quyết nhiều nhất sẽ nằm ở đường trên. Tức là chúng ta đã nói về kèo này chất tướng là cực kỳ khó đánh dành cho Bobby. Thì yêu cầu dành cho Kasa là liệu anh ta có thay đổi cái kế hoạch hay không. Bởi vì muốn dễ dàng kiểm soát SKT là bạn sẽ đánh vào Faker, bạn sẽ khai thác đường giữa. Nhưng mà nếu như bạn bỏ mặt Bobby và Trundle cho Đúc giải quyết, thì chúng ta đã thấy kèo này Đúc đánh hàng tỷ lần tại LCK rồi. Và kèo này anh ta luôn luôn thắng, thắng một cách rất thuyết phục, thắng một cách mạnh mẽ. Thì một bài toán khó dành cho bên phía của Kasa. Còn đường dưới thì chắc chắn là tôi cũng rất muốn nói, đó là như đã nói, chúng ta đã thấy ngày hôm nay Sneaky đánh cái kèo này tan nát hoàn toàn và đánh Ezreal cực kỳ dở luôn. Bây giờ cũng là Ezreal đối đầu với lại Caitlyn. Tôi rất muốn ban cho chúng ta thấy rằng Ezreal phải được xử lý như thế nào. Có một điều lạ đó chính là NL và Sogard thật ra đi vào có hỗ trợ, nhưng hỗ trợ rất ít mà thôi, nghĩa là một lượng năng lượng vừa đủ để có giúp cho Kasa khởi đầu ở nửa dưới của bản đồ. Vì thông thường trong ngày hôm nay đội xanh sẽ khởi đầu ở nửa trên của bản đồ để có khả năng phần ở đó đi xuống khu vực đường dưới và hỗ trợ và kiểm soát ở nửa dưới, vì những tình huống khu vực đường dưới có khả năng tấn công từ rất sớm và Faker đi vào ngay lập tức. Ta muốn xem rằng đối phương di chuyển như thế nào và thấy bãi chim biến dị vẫn còn ở đó và chuẩn bị Kasa sẽ bị phát hiện đến từ SKT. Và tôi nghĩ rằng Bengi sẽ có đủ thông tin để có thể đưa ra những câu trả lời dành cho SKT. Và thật sự thì chính bản thân Faker cũng sẽ có được những thông tin rất quan trọng cho tình huống tự mình đi vào cắm mắt này. Và Kasa đã lộ diện. Như vậy là SKT đã xác định được rằng Kasa bỏ qua bãi chim biến dị và tiến qua khu vực nửa trên bản đồ. Đúc sẽ là người chuẩn bị sẵn sàng với việc cắm mắt ở phía đường trên để có thể kiểm soát được pha tấn công khi mà Kasa lên với hai bộ. Còn ở đường dưới, bộ đôi của SKT có quyền đánh tự tin, đánh hộ bảo trong pha 22, bởi vì họ biết rằng Kasa hoàn toàn không di chuyển xuống nửa dưới bản đồ. Và để chờ xem khi cái góc đứng giữa bàn của Wolf nha, cả hai người đứng lui ra nhau và luôn luôn có một con mắt. Wow, vừa rồi có tình huống mà Ban Quy người ta không nhớ rằng thuộc dạng là chọc tôi đi đúng không? Tính Quy con sau nhưng mà quên với con trước vẫn còn. Mặt cũng vẫn còn, đó là một điều mà rất lạ từ các xạ thủ hàng đầu kiểu như vậy. Đó, nhưng vấn đề quan trọng chính là đây là một cặp có khả năng đẩy tốt và họ chủ động tấn công, mất bớt thời gian ban đầu nhưng hồi phục ngược trở lại và đẩy lên lại. Cái điều quan trọng nhất là bạn phải đẩy thắng Caitlyn. Và Ban đang làm được điều đó ở khu vực đường dưới bộ đôi của bên phía Flash Wolf. Thật ra nó sẽ có một ý như thế này, đó là bởi vì bên phía Flash Wolf biết được hướng đi rừng của Kasa. Kasa đã đánh dấu rõ ràng là tôi sẽ đi lên khu vực nửa trên bản đồ. Thì chắc chắn nếu như bạn là cặp đôi đường dưới, bạn sẽ phải đánh chắc cú, đánh phòng ngự và không đẩy lên quá cao, bởi vì bạn biết rằng sẽ không có ai hỗ trợ bạn trong tình huống Olaf của đối phương xuống cả. Thì một phần nào đó là bên phía NL đang chủ động đánh lui lại ở trong khoảng thời gian này, bởi vì anh ta biết rằng Kasa không thể xuống hỗ trợ, chứ không phải là do chủ động hoàn toàn là do bên phía SKT thắng đường ở khu vực đường dưới. Chưa ai thắng đường cả, bởi vì chỉ số lính hiện tại đang là như nhau giữa Ban và NL. Còn khu vực đường giữa thì... Wow, cái gì thế này? Nhấn nhầm chăng? Chỉ có thể là nhấn nhầm thôi.
tôi thấy là tôi đang để ý là con lính được ăn đến từ Faker đó chỉ là được ăn thần khoan đã. Hai người bị làm choáng. Tôi đang xem cái gì thế này? Không biết là có hiệu ứng đó đâu, với Maple sức mạnh bị giảm đi. Aura đúng trong. Không? Đúng rồi, vì IQ giảm đi 200 liền. Không có một lý do gì khi không còn lính bàn bấm E một lần nữa và trước mặt trụ và có thêm cả đó là đường giữa của đối phương cả. Và sau đó tự nhiên hai người bị làm choáng một cú trừ động lực rất là cả hai người cố gắng đi ra khu vườn giữa để đẩy lính lên, để cố gắng đẩy ngược vào trụ đối phương, sau đó lui về và không mất dịch chuyển ra người trở lại. Và tình huống đi vào tất nhiên là vô nghĩa và lộ diện cũng chẳng có bất kỳ tác dụng nào cả, và của Thiên Ngục chính xác đến từ Wolf giúp cho bang tấn công được tốt vào Enel. Và đường dưới này thì chính thức tuyên bố bang đã là người dẫn trước với cái sự chính xác của mình cùng với lại Wolf trong những pha xử lý. Họ sẽ là chọc mù mắt tôi đi lớp lần nhưng Wolf thi đấu thì không cần chọc mù mắt ai cả. Anh ta tung ra cú Thiên Ngục trúng liên tiếp, rồi là trúng hai người và giúp cho bang vẫn giữ được thế trận ở khu vực đường dưới trong tầm kiểm soát. Nhưng vẫn phải nói rằng Enel vẫn đang giữ chỉ số lính rất tốt. Vấn đề là anh ta đang bị ép phải về sớm. Và thật ra nửa lượng máu mà cứ ở lại thì cái lượng sát thương đến từ bang và cả Wolf đó là chất lượng vào liên tục tấn công vào người của anh ta. Và cái điều tôi muốn nói chính là một lần nữa cả hai tình huống xuất hiện trong vòng cách nhau vài phút thôi, và bang quy vào con lính sau, nhưng anh ta không nhớ rằng con lính đánh gần vẫn còn trước mặt của anh ta và hụt vào con lính không vấn đề gì cả, nhưng vẫn là tình huống xử lý của anh ta nó mới điều đáng nói. Và rồi nha, thấy không, lạ rồi nha. Đức sau 6 phút thi đấu chưa tạo được khoảng cách ở khu vực đường trên, Faker ở khu vực đường giữa thì đang phải tốc biến bỏ chạy khỏi Maple. Maple lên cấp sâu trước và ép Faker ra khỏi đường giữa. Và tất cả mọi thứ đang chống lại SKT, họ đang đứng đợi Kasa. Bengi chủ động đứng đợi Kasa nhưng ta bị dính sóng âm. Kasa quyết định không lao vào. Anh ta rất thông minh bởi vì anh ta không biết rằng Faker liệu đã về trước. Thật ra đó là cái góc mà chính Kasa và Sọt Ác đã trừng phạt Cloud9 ở cái góc khi mà rõ ràng lợi thế cho Meteos khi ta vẫn lao vào như vậy. Đá sóng âm trúng không đồng nghĩa việc bạn sẽ lao vào. Vì lao vào không biết hỗ trợ đối phương này ở đâu, cái đường của đối phương này ở đâu, và thêm cả đó chính là xạ thủ của đường giữa đó đối phương này ở đâu cả. Và nếu có mặt bỗng nhiên bạn nằm xuống mất mục tiêu lớn, đó là điều cực kỳ quan trọng. Và chính xác tình huống vừa rồi, những cái điều Ben ghi được từ nãy giờ, 36 chỉ số lính so với là chỉ 20 của Kasa mà thôi. Và anh ta đánh xung quanh khu vực đường giữa, nãy giờ Ben ghi không rời quá xa người đồng đội thân thiết của mình cho thấy luôn. Đó, đấy là sự khác biệt giữa Ben ghi và tất cả người đi rừng mà đánh chung với lại Faker, cụ thể là Blanc. Thì cái khả năng mà anh ta đem lại sự an toàn cho Faker là cực kỳ cao. Bây giờ bộ đôi bạn rất thân này di chuyển lên đường trên, nhắm vào MMD. NL vừa rồi bắn lưới 90 thoát khỏi thủy ngục, còn ở đường trên không băng trụ được bởi vì đối phương đã phát hiện ra và MMD lùi rất sâu về phía sau. Và thật ra với Bengi và cả Blanc thì cả hai người đều cùng thường xuyên là farm rừng, cố gắng kiểm tầm nhìn và thêm cái đi qua rừng của đối phương. Những sự khác biệt đó là Blanc anh ta kiểu như một người chơi rừng thi đấu. Trong trận đấu solo kill vậy, bạn cứ ít lộ diện thì đối phương sẽ sợ. Nhưng không, Bengi cứ lộ diện ra cho đối phương thấy cũng được. Kiểu khẳng định chủ quyền ở đường giữa. Chính xác là như vậy. Đây là bạn thân của tôi và tôi không cho phép ai đụng đến anh ta cả. Và Faker, mặc dù đánh lỗi cái pha xử lý mà nhấn E con đường băng giá kia khiến mọi người phải giật mình, thì tạm thời lúc này anh ta giữ được thế trận ở đường giữa. Thật ra khi bình luận trận đấu này chúng ta nên xác định dần là vừa, tức là Rasmus là đội cửa trên trong kèo đối đầu này. Bởi vì xét về lịch sử đối đầu chưa bao giờ thất bại trong năm nay trước SKT, cả thắng 3 lần rồi, thì chúng ta phải xác định là Rasmus là kèo cửa trên ở trong buổi đầu. Và Faker đang đánh đúng như vậy, anh ta đánh ở đường giữa không thắng được Maple. Không thua Maple. Ừ đúng rồi, không, quên. Không thua Maple. Không thua Maple. Còn ở đường dưới thì Bang và Wolf đã thắng được rồi. Đợt lính này còn 3 con, nếu như bên phía của NL có ăn hết thì anh ta vẫn sẽ thua Bang 7 chỉ số lính. Và xác định rằng Bang, đấy, Adriel đánh với Cathy tại sao lại có thể thua được một cách khủng khiếp như là Sneaky đánh hai trận. Và thật ra khi mà điều quan trọng dành cho NL chính là khi mà ta phải về nhà mua cái giày cuồng nộ đầu tiên. Nó tương tự như Bang Nguyễn đánh mất nữ thần vậy. Không có gia tăng lượng sức mạnh nào đáng kể cả. Chỉ khi bạn có được đủ lượng tiền mua được thanh kiếm BF thì cái lượng sát thương bạn gây ra, dọn dẹp lính tốt, đánh thường vào đối phương, gây sức ép vào Ezreal, vào khả năng kết hợp, nghĩa là sự am hiểu lẫn nhau, rất tin tưởng đồng đội của mình, tung thủy ngục trúng và dùng sát thương vào. Đó là sự khác biệt đúng giữa Smoothie và Sneaky. Chính xác là như vậy. Hồi nãy thì chúng ta thấy rằng Smoothie combo rất tốt, nhưng sau đó thì Sneaky mới tung cung ánh sáng và nó hụt. Còn bây giờ cái khoảnh khắc mà Wolf tung thủy ngục
là Bang cũng tung cung ánh sáng ngay lập tức. Anh ta tin rằng đồng đội của mình sẽ thi ngục trúng. Vừa rồi Bang tung ra cung ánh sáng trúng, mặc dù trước đó thì Wolf thi ngục hụt, nhưng vấn đề là niềm tin địch đặt của cả hai người trong tình huống đó là tốt. Và hai tình huống đó, Wolf hụt thi ngục nhưng cung ánh sáng trúng vẫn là cái máu thành công. Thật ra đó là tình huống mà chỉ có một là trúng một, hai là trúng cả hai mà thôi, không bao giờ hụt được một trong cả hai cả. Vì điều quan trọng chính là Wolf anh ta thấy rằng đối phương đi lên, wow, đường có dưới mặt. Faker đã đó chặn đường về, thôi ăn sọt ạt cũng được. Và Faker quyết định rằng sẽ giữ sọt ạt lại một W của mình. Tung chiêu cuối từ Wolf và sọt ạt đâm xuống. Chiến công đầu dành cho Bang. Kasa đang xuất hiện, bách phát bách trúng. Wolf đã đỡ được. Và bây giờ Maple đang chặn được cú đá rất tốt của Kasa, nhưng Kasa không đá được Wolf về phía vị trí mà Maple đã dựng trường trong lực. Faker tấn công vào Kasa về anh em, nhưng hết sát thương rồi. Anh ta bị đẩy vào trụ và anh ta nằm xuống điểm A gục gỡ gạt lại cho Flash Wolf. Cân bằng tỷ số 1 đều, còn khu vực lên trên đứt xuống thì cũng không làm được gì quá nhiều khi mà ta có mặt ngay phía sau lưng SKT mà thôi. Với Trundle ra dịch chuyển không bao giờ lợi thế dành cho Trundle cả. Và xuống khu vực đường dưới, điểm hạ gục dành cho cái mấu chốt đó chính là Bang. Anh ta có được lợi thế tiếp tục sau với lề nèo. Còn đây khi mà ra Faker anh ta cố gắng giữ chiêu cuối của mình, tôi nghĩ rằng cứ dùng càng nhanh càng tốt, sau đó rút lui hết tất cả mọi người về. Và hãy nhìn Bang rất bình tĩnh, vì nếu cú hất tung này trúng thì anh ta sẽ bị dính tự sát thương, rất nhiều có khả năng bị hạ gục. Nhưng ta tóc biến vào miếng kia từ Wolf và Đức, và thêm cả Bengi bị đẩy ngược về. Đức cố gắng hỗ trợ cho Faker nhưng không, chỉ có một người nằm xuống, đó là bên phía kia là Sọt Ạt và Faker mà thôi. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng Kasa vẫn thể hiện được cái chất lượng của Lee Sin trong tay của mình. Anh ta chọn được góc và mục tiêu để đá, anh ta đá được Wolf về phía cái trường trọng lực của Maple. Rất tiếc là cái cú combo khá là đẹp đó, nó không thành công lắm khi mà khoảng thời gian vẫn đủ để cho Wolf thoát khỏi tình huống trường trọng lực đó bằng tốc biến, thì không đem lại điểm hạ gục thứ hai dành cho Flash Wolf, nhưng cũng đã có một điểm hạ gục gỡ gạt lại. Mọi thứ vẫn chưa phải là quá tệ cho đại diện số 1 của MS. Nhưng mà đường trên này thì nói rồi, khó lắm, kèo này khó chơi lắm. Nhưng MMD vẫn rất thành công ở điểm là giữ được chỉ số lính bằng với lại Đúc. Nhưng cái khu vực đường dưới này thì bây giờ hãy nhìn, chọn đúng cái điểm tấn công, tạo cái khoảng cách càng ngày càng lớn giữa Bang và NL, và cứ xuống khu vực đường dưới. Ra Faker đúng nghe, biết tôi thua khu vực giữa đối phương rồi, dạ, thì đi ra khu vực đường khác hỗ trợ. Chúng ta đã nói từ cấm và chọn, chẳng ai có thể đánh cái kèo mà Lissandra Victor mà bạn thắng 1-1 ở cuộc đối đầu đó cả. Nhiệm vụ của Faker trong trận đấu này là tạo điều kiện cho đồng đội, và anh ta đã tạo điều kiện rất tốt cho chiến công đầu mà Bang có được ở khu vực đường dưới. Lúc này khoảng cách giữa Ezreal và Caitlyn, giữa Bang và NL đã là rất lớn rồi. Cú sóng âm vừa rồi rất nguy hiểm của Kasa, và thậm chí Faker nếu không né được anh ta khả năng bị ép lùi và dịch chuyển tới Faker. SKT đang muốn hủy diệt đường dưới, nhưng lần này thì pha dịch chuyển khá lộ liễu, nhưng họ cũng thành công ở việc là đẩy lui Flash Wolf ra khỏi cái trụ và đem về cái trụ đầu tiên dành cho bên phía của SKT. Một lần nữa SKT đang thể hiện sự đa dạng mặt chiến thuật của mình. Họ biết rằng đây là một trận đấu mà họ không đánh xoay quanh Faker được nữa, bởi vì Kasa tấn công đường giữa rất là nhiều. Họ chuyển tài nguyên hoàn toàn xuống đường dưới. Và tôi nghĩ rằng nếu như chuyển tài nguyên để cho Bang carry thì cũng chẳng có gì lạ đối với SKT cả. Chúng ta từng thấy là nguyên một khoảng thời gian 2015 anh ta là carry chính của SKT như thế. Nhưng Maple đang có khả năng đi kiểm soát bản đồ cực kỳ tốt, và anh ta vào Đức sẽ tạm biệt rồi. Đức còn tốc biến, liệu ta có thoát được hay không? Để anh ta không kịp làm gì cả và phải nằm xuống. Faker đang ở một tình huống rất tệ. Anh ta đã bị lộ, anh ta bị lộ với cú E vừa rồi. Bây giờ không biết rằng Kasa cũng đi kiếm hay không. Kiếm nhưng mà không thành công rồi, Faker đã thoát được. Họ bỏ ra dành cho thời gian, ra mất bộ ra khu vực giữa để cố gắng đẩy càng nhanh càng tốt, và sọt ẹt ở đây cộng lè nèo. Cú Quy. Trừng phạt có của Bengi nhưng ta lại giữ lại chứ không trừng phạt của con bùa đỏ. Thật ra khi mà cú Quy đó của Enel nó trúng vào con bùa đỏ thì vẫn còn 63 máu để Bengi trừng phạt. Nhưng anh ta định đánh thường một cái thì ta bị đạp cái bẫy và anh ta không đánh thường được và bỗng nhiên mất luôn con bùa đỏ. Thôi thì không sao, dù sao cũng là bùa đỏ của rừng Flash Wolf. Còn theo là tình huống khu vực trên này, đức năng lượng của ta không còn quá nhiều. Cấp độ 10 tới đây là một góc mà tung ra. Sai lầm từ đức khi anh ta đi vào dù. Anh ta không nghĩ là dù vì chiêu cuối của ta không còn nữa. Anh ta đang thấy rằng Faker, ý định của anh ta là đánh lùi về phía gần cái vị trí Faker đang đi tới, nhưng tốc độ di chuyển của Faker trong tình huống đó quá chậm. Và khi đó lính, đợt lính vừa hết, tức là đây là sự phối hợp không tốt giữa bên phía của SKT, hoặc là họ tính toán sai thời điểm, bởi vì đợt lính đã hết. Và góc đó thì rất dễ dàng cho MD hút vai và đẩy Đúc được vào tường, làm choáng trong trụ, bị trụ bắn và phải nằm xuống, bởi vì Đúc lên trang bị sát thương trong khoảng thời gian đầu không có khả năng chống chịu. Thì đó là một tình huống thi đấu rất lỗi đến từ bên phía của SKT, và nó tạo điều kiện cho bên phía Flash Wolf giải quyết được cái kèo khó. Kèo khó ở đường trên hiện tại, MMD
đang vượt qua được. Anh ta sẽ có khả năng bước thành một cái cỗ máy chống chịu trong khoảng thời gian sau của ván đấu. Nhưng thật ra cứ nó, nếu nó đầu về 1-1 thì không có kiểu nào ta đã đầu được cả. Đúng là anh ta sẽ không gặp quá nhiều trở ngại, cái ngưỡng sức mạnh của anh ta sẽ có cân bằng với là thời gian. Nhưng còn chuyển ban ra khu vực đường giữa, liệu có quá là nguy hiểm hay không khi Maple đã có được 3 lần lỡ công nghệ rồi. Nâng cấp lên như vậy, lượng sát thương có, khả năng anh ta có thể đẩy lui thành công ban được. Nhưng với ban và thêm cả Warp thì 1-2. Và nếu QNL xuống khu vực đường dưới một mình đã đầu với là Faker thì đúng là sự thông minh dành cho SKT, nghĩa là họ biết khu vực đường dưới của họ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng ít nhất có sự hỗ trợ của Warp thì ban sẽ có thể cố gắng lui về phòng ngự trụ. Nhưng nếu Q sọt ăn ra khu vực đường giữa và NL khu vực đường dưới thì NL sẽ gặp nguy hiểm hơn rất nhiều. Và một điểm nữa đó là Frostwarp sẽ không thể nào mà đẩy Maple xuống khu vực đường dưới được. Bởi vì nếu như họ đẩy Maple xuống đường dưới, họ mất đi một cỗ máy kiểm soát đường giữa rất mạnh. Và họ không muốn điều đó, Frostwarp sẽ phải giữ Maple ở đường giữa. NL chưa đủ sức mạnh để ra đường giữa để có thể giữ đường giữa một mình được. Và như đã nói, như vậy sẽ là lợi thế dành cho bên phía của SKT. Nhưng mà sẽ có một điểm như thế này, khi mà Faker xuống đường dưới, SKT sẽ bỏ qua cái khả năng đó là dùng dịch chuyển của Đúc và Faker xuống đường dưới để chặn sau lưng của NL, để hạ gục NL khi mà anh ta phải đi cái đường dài rất nguy hiểm này, cái đường mà anh ta không còn cái trụ một bảo vệ nữa, thì SKT sẽ bỏ qua cái tình huống mà hai dịch chuyển xuống dưới tấn công đó. Còn đường trên thì Đức từ nãy giờ thì để ý rằng lính của anh ta đã bắt đầu bị tạo khoảng cách bởi AMD và khả năng lui về hợp lý từ AMD. Con rồng xuất hiện khả năng kiểm soát từ cả hai bên xung quanh này khi cố gắng kiểm soát. Flower không muốn cho đối phương đi vào rừng để cắm mắt khi mà trụ nhất khu dưới đã không còn nữa. Bởi vì trụ nhất khu dưới không còn, bạn rất dễ đi vào rừng của đối phương kiểm soát của đỏ như cách mà Benji tấn công của đỏ trước đó nhưng bị cướp bởi NL. Còn đường trên thì Đức không có được quá nhiều lợi thế trước AMD. Thế trận như thế này tôi nghĩ nó sẽ diễn ra trong khoảng chừng 2-3 phút nữa. Bởi vì nó không có cơ sở để chúng ta tạo đột biến. Đột biến chỉ có nếu như Kasa tung sóng âm trúng làm một cú combo R tốc biến hoặc là cắm mắt tốc biến. Nói chung là làm tất cả mọi thể loại đã tạo được đột biến trong một huống nổ lông cước về thì mới có mà thôi. Còn nếu không, thế trận này sẽ được giữ trong khoảng chừng 2-3 phút mà chẳng bên nào có thể thay đổi được cả. Sorak nhảy tới, tung luôn chiêu cuối tấn công Faker. Faker vẫn kịp kích hoạt con đường băng giá và tạt phát đi. Và cái khoảng thời gian thật ra nó khá là nhanh đến từ Sorak. Nghĩa là cái khoảng đánh thường một cái, wheel một cái thì bạn có thể chờ thời gian. Khi mà khoảng thời gian rất ngắn, khi mà vừa tung thì Faker sẽ không dùng ngay. Vì nếu bạn dùng ngay thì bạn sẽ bị ở khoảng cách gần và đối phương vẫn dứt điểm kịp thời. Còn đây là Faker gì thế này, khi tôi thấy rằng cảm giác cứ nhìn lơ ngơ thế nào khi 144 lính đi đường không tốt, đi xuống khu vực đường dưới xử lý bị đối phương tấn công và bây giờ gặp nguy hiểm ở dưới trụ. Và nhưng mà anh ta vẫn còn chiêu cuối và tôi không nghĩ rằng bộ đôi xạ thủ hỗ trợ của bên phía Flashwarp băng trụ làm gì cả. Nhưng mà chỉ có điều là Faker đang thấp máu và sẽ mất quyền kiểm soát ở khu vực đường dưới mà thôi. Còn Kasa thì vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cách giữ lại tầm nhìn ở xung quanh khu vực đường giữa này. Anh ta muốn giữ tầm nhìn ở bụi cỏ đó bởi vì đây là cái bụi cỏ liên kết giữa đường giữa và đường dưới. Đường trên là bây giờ là một cái ốc đảo cô lập, chẳng ai quan tâm đến việc mà đút với lại MMD làm gì cả. Chỉ người ta chỉ quan tâm là đường dưới và đường giữa dịch mà thôi. Chuyển. Bây giờ là cú dịch chuyển đến từ cả hai thành viên của SKT. Hai người đáp xuống cùng một điểm. Sọt ạc là người đang bị giữ lại. Anh ta còn tốc biến, anh ta còn W, anh ta tốc biến trước. Anh ta W về đồng đội của mình. Faker băng vào trụ. Anh ta dùng chiêu cuối trụ ba người tạo điều kiện rất tốt cho đồng đội và chính bản thân anh ta. Faker có được điểm hạ gục. Anh ta còn 100 máu. Anh ta thoát đi đường. Cú sóng âm của Kasa chỉ trúng vào Benji mà thôi. Faker quay ngược trở lại nhưng Wolf đã có điểm hạ gục rồi. Bang đang lao tới tấn công vào Kasa nhưng đã không còn cơ hội. Và cú W tuyệt vời của Faker giữ chân lại cả 4 thành viên của Flamworth và chiêu cuối vào chính bản thân mình để gây một lượng sát thương lớn. Cả Warp thi đấu cực kỳ tuyệt vời với Nami. Cú thủy ngục của anh ta giữ là cả hai người quan trọng và thêm cả là che chắn của sóng âm dành cho Faker không phải nằm xuống tình huống vừa rồi. Và hãy cùng xem lại khi mà hai dịch chuyển cùng lúc không kịp thời phản ứng đến từ Flamworth, dịch chuyển rất trễ của AMD thì NL W trúng 3 người, huy cùng trúng cả sòng ạc và NL. Và hãy nhìn Warp, người ta hỗ trợ tuyệt vời dành cho Faker, che chắn trước mặt và thêm cả một tình huống cố gắng sống sót để có thể hỗ trợ đội của mình. Đó là một tình huống mà tôi lúc đầu tôi tính nói là nếu như NL dấn lên bắn thêm một phát nữa
thì khả năng là Faker đã nằm xuống. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng nếu như ta dấn lên một phát nữa, là khi đó khi mà bang di chuyển xuống là ta chắc chắn sẽ phải nằm xuống khi phép bổ trợ không còn, và hướng di chuyển của bang sẽ chặn đường của anh ta. Thì NL việc bỏ tình huống vừa rồi là chính xác chứ không phải là sai gì cả. Và Flash Wolf đang bị dẫn trước bởi SKT với một khoảng cách rất lớn. Mặc dù họ có lợi thế ở đường giữa, nhưng mà hai trụ SKT có được cộng với điểm hạ gục đang vượt trội, khiến cho nhà đương kim vô địch thế giới đã nắm lại quyền kiểm soát thế trận. Và SKT chơi rất bình tĩnh mỗi khi mà họ có dịch chuyển, còn khi không có thì họ chấp nhận chủ động lui lại chơi phòng ngự, chỉ kiểm soát tầm nhìn xung quanh khu vực đường giữa và đường giữa mà thôi. Và mỗi khi dịch chuyển, họ tận dụng tối đa lợi thế dịch chuyển so với lại Maple. Thông thường với việc mà bạn có được Lissandra, bạn có thể dùng rất nhiều chiêu thức của mình dồn vào ép được thanh tản và tổng biên của Maple, nhưng họ chẳng bao giờ tấn công mà vào Maple cả. Công việc hiện tại của SKT chính là hãy cứ để Maple khu vực đường giữa, chúng tôi sẽ để lính càng nhanh càng tốt, sau đó di chuyển ra các đường khác tấn công mà bạn không thể nào kịp di chuyển với thanh tẩy được cả. Và đó là cái yếu điểm mà Maple đang phải chấp nhận, bởi vì thật ra anh ta biết rằng với vai trò là một carry chính của bên phía Flash Wolf, anh ta cần thanh tẩy để tránh là mục tiêu của Faker trong những tình huống hầm mộ hàng băng. Thì nó sẽ ảnh hưởng với như điều anh Hảo vừa nói, đó là cái độ cơ động khi không có dịch chuyển đến từ Maple. Chưa kể là không chỉ là dịch chuyển, thậm chí ta chỉ cần tốc hành thôi cũng được, để có thể tăng tốc được những tình huống di chuyển về khu vực đường dưới để hỗ trợ chẳng hạn. Nhưng không được, bắt buộc phải có thanh tẩy trong tình huống này để hạn chế bớt việc mình bị tấn công. Thì nó khiến cho Maple bị kẹt lại khu vực đường giữa trong rất nhiều những tình huống giao tranh và thua rất là nhiều rồi. Bây giờ SKT họ chuẩn bị có được con rồng đầu tiên với sự chính xác đến từ Bengi và Wolf. Và cứ một lần Bengi tới và cảm giác rất là an tâm nhìn cho SKT. Nghĩa nếu với người hâm mộ SKT thì bạn cảm thấy Bengi thi đấu luôn luôn là có một sự chắc chắn trong đội hình của SKT, cắm được mắt nhiều, ăn được con rồng và bước vào foul run. Thật ra vẫn có những cái lỗi nhỏ đến từ Bengi, nhưng anh ta thi đấu về cái phần kiểm soát bản đồ và cái phần thi đấu mà đánh chiến thuật đó là tốt hơn rất nhiều so với LeBlanc. Anh ta là hiện thân của những game thủ mà có tuổi, kỹ năng không cho phép bạn là Lee Sin bay nhảy Nidalee các thể loại nữa. Nidalee thì anh ta vẫn đánh được, Elise thì vẫn đánh được, nhưng mà ý là cái kỹ năng không còn ở đẳng cấp cao nhất nữa. Thì cái lối chơi của anh ta được hoàn thiện bởi cái khả năng và kiểm soát bản đồ và thuần hẳn về vai trò hỗ trợ cho các đồng đội của mình. Anh ta đang làm rất thành công. 3 điểm hỗ trợ trong 3 điểm hạ gục của bên phía SKT là những gì mà Bengi đang có mặt luôn đúng nơi đúng thời điểm. Và như đã nói, cái điều quan trọng nhất là khi có Bengi trên bản đồ, bỗng nhiên Faker có được cái sự an toàn rất lớn ở khu vực đường giữa. Nhưng vẫn phải nói là chắc là do có Bengi cho nên Faker tự tin quá, kiểu như là dùng E vào để ăn lính, nhưng mà lỡ tay bấm E thêm lần nữa vào trụ đối phương. Tôi tưởng hồi nãy anh ta bấm E thêm một lần nữa vào trước mặt trụ của Maple xem thử một lần xem như thế nào. Còn trang bị của Faker thì phút 23 ban đầu có được 2 trang bị lớn, còn Maple thì vẫn phải đang đợi lượng tiền đang có trên người, đó là gậy quá khổ nâng cấp 3 lần là công nghệ. Và NL thì rất chật vật và khó khăn để tìm kiếm trang bị lớn chuyển lên khu vực lên trên. Lý do tại sao đơn giản chỉ là có được cái trụ để đảm bảo rằng anh ta an toàn mà thôi. Vì đường dưới SKT lấy được cái trụ thứ hai trong lần dứt điểm thành công được hai người của Flash Wolf rồi. Một lợi thế một đường rất dài như vậy, bạn không thể nào để một xạ thủ mà không có tốc biến xuống khu vực dưới được cả. Một điểm nữa là như thế này, mặc dù nói cái kèo mà Bobby trên đồ thì hiện tại FMD tôi nghĩ đã đánh khá là xuất sắc, là không bị đối phương bỏ xa về chỉ số lính. Nhưng về mặt cơ bản đây vẫn là một kèo mà FMD chỉ ở vào thế bị động và phòng ngự mà thôi. Do đó mỗi khi mà SKT có ý định tổ chức những pha tấn công với dịch chuyển đến từ Đức thì luôn luôn là FMD là người đến sau. Và các bạn biết rồi, người đến sau luôn luôn khổ cả, không bao giờ sướng cả. Thì nãy giờ có rất nhiều những tình huống như vậy khiến cho bên phía Flash Wolf cũng bây giờ họ đang mất quyền chủ động rất nhiều. Đường giữa hồi nãy chúng ta nói về Maple không có dịch chuyển, ở vị trí của FMD cũng đang thua về thế trận so với lại Đức. Thì nó đang khiến cho bên phía Flash Wolf bị đẩy rất sâu về phía phần sân của mình và họ không tìm được cái thế chủ động. Và đặc biệt trong trận đấu này với sự xuất hiện của Bengi thì Kasa không còn có khoảng trống để tạo những pha bay nhảy được nữa. Anh ta không, hầu như không tạo được bất kỳ bất ngờ nào trong trận đấu này với lại SKT cả. Thật ra mỗi lần anh ta gặp đó chính là gặp Bengi để hai bên phá mắt lẫn nhau mà thôi. Còn Đức với Bobby một lần nữa phải nói rằng rồi cái này là có mùa đỏ nha, chơi không được nha. Em đi chỉ có thể chạy thôi. Bạn cứ lướt trong tình huống đường trên đã có cú chuyền cuối vào NL của Faker và Bengi đang lao vào liên tục. Anh ta chặt, anh ta chém và anh ta đem về điểm hạ gục. Bang có 1-2 điểm hạ gục rồi, đất bù kiên sạch hụt của SKT. Faker phải nằm xuống, nhưng Maple sau tình huống này chỉ có thể chạy mà thôi. Anh ta thanh tẩy qua những tình huống làm chậm, nhưng làm sao thanh tẩy khỏi sát thương
và đó là 3 điểm hạ gục cho SKT. Kasa có thể là nạn nhân thứ tư và đúng là như vậy, 4 điểm hạ gục cho SKT. Họ sẽ có một tình huống quét sạch khi mà MMD nằm xuống nhưng băng vào trụ hơi sâu, SKT lùi ra. Lượng chống chịu của MMD là vừa đủ trước 4 thành viên, nhưng bây giờ thậm chí MMD quay ngược trở lại. Nhưng hãy nhớ rằng wow, anh ta tính toán sát thương rất tốt, nhưng rất tiếc là SKT không mất ai cả. Sau tình huống mà Faker nằm xuống, Bengi vẫn còn 200 máu, SKT lời hoàn toàn trong pha giao tranh. Và lấy 1 đội 4, rõ ràng trong tình huống chủ động hơn rất nhiều đến từ SKT một lần nữa. Đức là người có mặt trước so với lại MD lần cuối vừa rồi. Và Enel chẳng thể nào sống sót tình huống này được, vì hãy nhìn Bengi, anh ta đứng ở phía sau đội hình của đối phương. Cả 3 thành viên rất cố gắng, rất muốn để Bengi ra, Kasa không thể nào làm được gì khác. Còn Wolf rất bình tĩnh bước lên kiện sức đối phương, làm chậm với phản thường và bang cùng với Đức lao lên chiếc điểm. AMD vô cùng khỏe nhưng không thể nào cứu Kasa được cả, và chỉ mỗi mình anh ta khi có mặt sống sót mà thôi. Tôi thấy có một pha mà Bengi ném cái rìu không trúng ai cả, nhưng nó đi về phía sau đường lui của NL và Apple luôn. Đúng thì tôi nghĩ đúng, và tôi cũng nghĩ đó là tình huống chủ động quăng rìu như vậy của Bengi, không phải là quăng hụt mà là quăng rìu về phía trước để đối phương chạy về, anh ta vẫn nhặt được rìu ngay lập tức và anh ta sẽ ném tiếp. Một pha xử lý nói chung là nhỏ nhỏ thôi trong một pha xử lý lớn từ phía của SKT, mà tôi cũng muốn nhắc tới để phần nào đó thể hiện được cái kinh nghiệm thi đấu của Bengi trong tình huống vừa rồi. Và 7-3, SKT có thể đang đứng trước một tình huống phá dớp. Nếu như họ thắng Flash World ở trong trận đấu này, có dưới giải đấu này họ không còn bất kỳ một đối thủ đáng ngại nào nữa, bởi vì họ sẽ làm được hai chuyện: đầu tiên là phá dớp, thứ hai là loại luôn Flash World khỏi giải đấu, không sợ phải gặp đối thủ khó chịu này ở giai đoạn sau. Một công đôi chuyện, và tôi không nghĩ là SKT sẽ bỏ qua cơ hội này. Đúng, chính xác. Vì nhiều khi đúng là cả hai đội có thể khác nhau, nhưng mà vấn đề quan trọng nhất chính là bạn sẽ nằm ở cùng nhánh, nhiều khi có khả năng xuất hiện và lão lần nữa gặp nhau bán kết thì sao. Và nếu xuất hiện như vậy thì không muốn tí nào thì SKT nên thôi, thì đối thủ nào mạnh mình loại được thì cứ loại đi. Và Faker rút lui ra được, mất khá nhiều máu với lượng sát thương đến từ Maple, nhưng nhìn chung SKT vẫn đang là đội kiểm soát được thế trận. Họ đang tấn công vào trụ một đường giữa của Flash World, nhưng những pha công trụ sẽ rất khó khi mà bạn phải đối mặt với một Victor farm bằng thời gian và có 2 điểm hạ gục ở phía đối phương. Nhưng cái sát thương mà bạn gây ra với bùa đỏ trên người tôi cảm giác rất chất lượng, vì Maple mất một nửa máu và sọt ảm mất một nửa máu, tất cả chỉ là do một mình bạn gây ra mà thôi. Đây là chất lượng thực sự của một Ezreal khi mà bạn dùng quy chính xác. Có nghĩa là ta có 3 điểm hạ gục, vấn đề đúng là lượng tiền nhiều, nhưng thật ra khi bạn cầm lượng tiền nhiều như vậy mà quy không trúng thì nó cũng chỉ là Ezreal bình thường mà thôi. Đó là cái lý do tại sao mà bữa giờ chúng ta được thấy rất nhiều Ezreal chất lượng, bởi vì có Dep, có Uzi, có Bang, có Bray. Bỗng nhiên tôi lại phải xem 2 trận đấu của Ezreal của Sticky, cảm giác rất là cá nhân tôi thì cũng cảm thấy mình giảm vài elo khi mà xem những pha thi đấu của Sticky với Ezreal. Và đây khi mà chúng ta thấy được Ezreal chất lượng, chúng ta thấy được như thế nào lượng sát thương của Ezreal, thì tôi trở lại một câu nói, một câu đơn giản thôi, sát thương của Ezreal phụ thuộc vào kỹ năng của người cầm Ezreal chứ không phụ thuộc bất kỳ cái gì cả. Nó không phải như kiểu dạng cách liên mà bạn phụ mắng với lại chi mạng của bạn, và thêm cả là việc đối phương tấn công bạn như thế nào. Như vậy CV là vị tướng mà gần như là phụ thuộc hoàn toàn vào cái độ may mắn của bạn, với cách mà bạn hy vọng rằng nảy bật của bạn sẽ chí mạng. Nhưng với Ezreal, lượng sát thương bạn gây ra tỷ lệ thuận với kỹ năng định hướng của bạn bắn trúng thì đơn giản như vậy thôi. Và bang thì rất tính với lại Ezreal của mình. Có đồng hồ kéo rồi nha, trang bị thứ 3 Faker. Còn Bengi thì đúng là người anh mẫu mực mà rõ ràng đứng ở phía sau 007. Wow, dịch lên tốt như vậy, vượt trội hoàn toàn so với Kasa, kiểm soát bản đồ cũng tốt không kém gì Kasa cả. Và khi đưa Bengi vào, mục đích thật rõ ràng, đang muốn cho Blanc thấy đối đầu với một người chơi tấn công kiểu dạng như thế này thì sẽ phải làm như thế nào. Rõ ràng là việc mà có một dự bị chất lượng thì chúng ta thấy được cái nãy giờ nhìn sơ sơ cái thấy Maple đến cứ thấy Bang Quy là cảm giác rất an tâm, là kiểu nào cũng sẽ có một phát trúng, cứ nghe 3 phát thì chỉ hụt một mà thôi. Bây giờ thì SKT vẫn đang giữ sức ép ở đường giữa, và Đúc thì đẩy sâu ở đường dưới, anh ta đi vào kiểm tra tầm nhìn ở trong rừng để chắc chắn rằng mình không bị bất ngờ với pha tấn công của đối phương. Faker thì đang ở đường trên. Lúc này chúng ta phải thấy rằng bên phía của SKT vẫn còn đủ cả hai dịch chuyển, cho nên bất kỳ một tình huống dấn cao nào lên của bên phía Flash World đều có nguy cơ phải trả giá rất đắt, đặc biệt là ở đường dưới. Nếu như họ nghĩ rằng họ có thể chuyển đội hình xuống đường dưới để có thể tấn công vào Đức, họ sẽ phải coi lại việc là liệu Faker có dịch chuyển vào những con mắt đó.
và đường giữa của Faker của SKT có tràn xuống đường dưới hay không. Bây giờ Flashwolf đây không có giải pháp nào cả cho họ trong tình huống này. Bây giờ chỉ có ôm trụ và hy vọng rằng SKT sẽ phạm sai lầm. Nhưng SKT nãy giờ họ không làm gì điều gì quá đặc biệt cả, vì công việc của họ là đẩy lính vào trụ, đối phương phòng ngự chúng tôi lui về, và NL khu vực đường trên đã mất đi tốc biến khi mà Faker lao vào rồi. Và Faker lao vào một lần nữa, đã dùng chiêu cuối rồi, nhưng đó là một tình huống mà NL đã thoát đi được với khăn giải thuật, đứng lại solo. Và Faker lao vào dứt điểm rồi, đối phương dùng đồng hồ cát trong trụ, nhưng anh ta có ra được hay không đây? Anh ta sẽ không thể nào ra được trong pha này và anh ta sẽ nằm xuống. NL là người có điểm hạ gục, 1-1. Tôi nghĩ rằng cũng không quá tệ đối với Faker. Tôi nghĩ là tốt dành cho SKT, nghĩa là không quá tệ với anh ta, nhưng mà cái khoảng thời gian mà anh ta mua được của sò gạt thì đó là khoảng thời gian mà trụ thứ nhất khu vực giữa mở ra và Maple bị tấn công và Duke lao vào tốc biến dứt điểm. Nhưng công lớn nhất là bang với những cú quy trúng liên tục trước đó, công việc của Duke rất nhẹ nhàng, lao vào quy một cái, nhấn cây Tiamat, cái rìu đại mạng xa là anh ta có ngay được điểm hạ gục. Một cú quy với bùa đỏ làm chậm và Duke thấy được thời cơ, và một cái cột băng đặt sau lưng, bạn bị làm chậm với bùa đỏ, bạn bị làm chậm với cột băng thì bạn không thể nào thoát được cả. Và khi mà tốc biến với quy của Duke thì dứt điểm đó là điều dễ hiểu mà thôi. Và đây khuôn mặt của Cloud9 xong rồi, vui rồi, đang vô cùng vui đúng không? Kèo này thì SKT không thể nào thua được nữa, tất cả còn lại chỉ là hủy diệt mà thôi. Kasa đã sống ông vào nhưng chẳng thể nào kích hoạt sống ông lần thứ hai. Bất lực nhìn MMD bị tấn công và Benji tung những cú rìu trúng liên tục, anh ta bị đẩy lui về và NL bị bắt. Double kill dành cho bang, 11 điểm hạ gục cho SKT. Trận đấu đã có kết quả và bảng đấu đã có kết quả. SKT và Flashwolf sẽ kết thúc trận đấu này với chiến thắng dành cho SKT, và Cloud9 cùng với SKT đi tiếp. Và khi SKT dẫn trước, thực ra khoan đã, Kasa liệu có làm gì điều bất ngờ hay không? Tôi nói thật luôn là nếu như anh ta cướp được Baron thì nó cũng chỉ kéo dài trận đấu thêm một chút xíu, nhưng cũng vẫn sẽ phải thử. Kasa vẫn sẽ cố gắng thử. Faker đe dọa, anh ta tung con đường băng giá, Kasa vẫn ở phía trên. Baron còn 2.800 máu, sóng âm sớm rồi. Anh ta lao xuống cố gắng nỗ lực, bay xuống cố gắng tấn công. Benji bị ủi dính tường phía bên này, Maple bị hạ gục, và Baron thuộc về bên phía của Flashwolf. Nhưng cái giá phải trả là cả Kasa lẫn MMD đều sẽ phải nằm xuống. MMD chuẩn bị hồi sinh lại trước 4 thành viên của SKT. Bang nhảy thẳng xuống từ phía trên và tấn công vào anh ta. SKT mất Baron nhưng như đã nói, lợi thế vẫn nằm hoàn toàn trong tay của họ. Con số 10.000 tiền vẫn được giữ nguyên ở đó. Bộ đội Baron thật ra không biết còn trên người của NL và Sọc hay không, khi có thời gian của họ ra vừa ra mà thôi. Nhưng với cái khoản tiền trên lệch này thì phải nói là cái khoảng cách rất khó cho Flockwolf để triển khai vào tranh, khi cách liên cái nguồn sát thương vật lý mà họ đang trông cậy vào lại không có khả năng gây sát thương, vì Faker cứ liên tục nhắm vào anh ta. Còn Bang ở phía ngoài thì anh ta có thể dứt điểm được rất nhiều vị trí. Faker bị giữ lại, bắt buộc cho Bang phải lao lên và không hỗ trợ bên kia gây sát thương được. Đến khi anh ta chống chịu một lượng sát thương, lúc ở phía ngoài thì bị giữ lại bởi Maple. Mặc dù Maple nằm xuống, nhưng khi lao vậy trừng phạt đúng thời điểm mà chiêu cũ của Bang vừa tung ra, dứt điểm thành công được bằng một con Baron. Kasa, nếu anh ta có bị loại trận đấu này thì tôi vẫn tin rằng anh ta là một người rừng, phải nói rằng hàng đầu của thế giới. Tôi cũng đồng ý với anh Hảo, thật sự là như vậy. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta có lẽ sẽ đây là trận đấu cuối cùng được xem Kasa đánh Lee Sin tại chung kết thế giới 2016. Còn chắc chắn là trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, chúng ta còn thấy cái hội fan 20 năm của SKT nhiều nữa. Có nghĩa là thật ra đang có cả một khán đài, cả một hội trường tại San Francisco. Chính xác, đã... SKT đang đánh sân nhà trong trận này. Họ đánh ở bên đường của sự cổ vũ đến từ tất cả các giải Bắc Mỹ, vì khán Bắc Mỹ hiện tại chỉ còn trông cậy vào mỗi SKT mà thôi. Hy vọng duy nhất của Bắc Mỹ lại đang nằm trong tay của SKT, một điều mà thực sự nó đang là điều mà chúng ta đang được chứng kiến. Và SKT có lẽ sẽ không muốn làm khán giả Bắc Mỹ thất vọng. Tôi nghĩ rằng họ mùa giải trước, mùa giải 2015 thì họ đang khiến cho khán giả nước chủ nhà câm lặng khá là nhiều và khiến cho khán giả rất là buồn. Đây là cơ hội để cho họ đem lại niềm vui cho khán giả Bắc Mỹ tại San Francisco, nơi đang diễn ra trận đấu này. Như đã nói, SKT mà thắng là Cloud9 sẽ tiến vào vòng tứ kết. Và chúng ta sẽ có được không có đội Hàn Quốc nào gặp nhau ở vòng tứ kết như năm ngoái cả. Đó là Cool Tiger ở đầu với là KT Rockstar, vì cả ba đội đều đứng ở vị trí hạt giống số 1 với Samsung, với SKT và thêm cái là Rockstar thời điểm hiện tại. Thì EDG, khoan đã, Faker bị tấn công, Faker bị hủy diệt. Đó là Kasa lên tiếng. Bây giờ 4-5, liệu SKT có dám chơi không?
Bang, thậm chí là Allen luôn, họ vẫn tự tin 4-5 và họ tự tin là có cơ sở. Hãy nhìn Bang đi, hãy nhìn anh ta bắn đi những cái quy không hụt bao giờ cả. Và đó là một điểm hạ gục dành cho SKT. Bang rất tự tin lao lên, sóng âm trúng với Kasa không đem lại bất kỳ sự tự tin nào cho anh ta cả. Bây giờ không còn là 4-5, bây giờ là 4-4 thì chẳng có lý do gì bên phía SKT phải sợ cả. Đúng, Bang và Quốc đang lao vào, Kasa cố gắng lao lên, nhưng những cú quy cực kỳ chất lượng của Bang giúp cho SKT giữ được thế trận. Mapo dùng thanh tẩy để tự đảm bảo bản thân mình sống sót trong tình huống vừa rồi. Faker thì không kịp dùng đồ hồ kéo rồi nha, thêm cả đó là chiêu cuối. Nhưng không sao, Bang vẫn đảm bảo rằng không có việc gì khó khăn cả. Tôi vẫn có thể gánh cả đội này nếu anh nằm xuống từ quá sớm và chẳng kịp làm bất kỳ điều gì. Vì hãy nhìn Faker, anh ta đứng trên mắt của đối phương, anh ta nằm xuống trên không, không kịp làm bất kỳ điều gì. Bengi thì mất nửa lượng máu từ quá sớm như vậy, và anh ta đứng trước mặt Bang để có thể đảm bảo rằng Bang sẽ thể được bắn trong thời gian đầu mà thôi. Còn lúc sau, có phải có Bang là đứng 1 vs 3 và Wolf đứng phía sau hỗ trợ. 5 cú quy trúng liên tục, không hụt bất kỳ một cú quy nào cả trong tình huống xử lý của Bang. Đúc dính sóng âm đang bị tấn công nhưng anh ta đã thoát về được, nhưng mất khá là nhiều. Anh ta đã mất cả tốc biển lần chiêu cuối trong tình huống vừa rồi. Để rút lui ngồi trở về khi mà Mapo đứng chung với lại cả Kasa ở khu vực trên này. Còn 1-1 thì thật ra phải có sự hỗ trợ từ Wolf để làm chậm thành công AMD thì mới tấn công được. Còn trận đấu này thật ra tôi vẫn tin như kiểu anh luôn tin, nghĩa là SKT sẽ chiến thắng trước Splash Wolf. Và chúng ta sẽ có những cái tên vào vòng sau. EDG là đội tôi nghĩ rằng ứng cử viên ở vị trí thứ nhì và họ sẽ có cơ hội 75% đối đầu với đội Hàn Quốc. Chính xác là như vậy, có 3 đội Hàn Quốc đứng nhất bảng. Thì tôi thật ra về mặt cá nhân trong từng huống mà bốc thăm vậy, tôi rất hy vọng là chúng ta sẽ gặp EDG SKT sớm luôn. Kiểu như là một cái cặp đấu rất nhiều duyên nợ và sẽ gặp nhau sớm, thì tôi cũng rất hy vọng điều đó sẽ xảy ra. Hoặc là để xem hoặc là Anbus Knock Luna gặp đối đầu với lại không, Anbus Knock đánh với SKT. Thì tôi muốn xem là liệu Ligrid và như đồng đội của mình sẽ thi đấu như thế nào trước SKT, để xem còn kèo nào thú vị hay không. Cái kèo mà ví dụ như là S2K hiện tại điểm mạnh nhất của họ là khả năng đi đường, thì tôi nghĩ rằng họ sẽ hạt giống số 2 ở bảng Anji Uzi ở Mata. Đúng vậy, đó Anji đó, thì cái cặp đó là cũng là một cặp mà rất đáng xem. Rồi Bang trở thành huyền thoại, thật ra ta trở thành huyền thoại từ năm ngoái với chiếc vô địch với lại SKT rồi, nhưng mà anh ta vừa trở thành huyền thoại trong trận đấu này 8-0-5 và không còn gì để nói về màn trình diễn Ezreal này. Thì hôm bữa Uzi có một màn trình diễn phải cũng rất thuyết phục với Ezreal, nhưng tôi vẫn đánh giá cao màn trình diễn này hơn. Bởi vì trận đấu đó nó khởi đầu từ cái sai lầm đến từ bên phía của TSM, và với cái triple kill đó thì Uzi từ đó là snowball ra khỏi tầm kiểm soát. Nhưng Bang thi đấu xuất sắc ngay từ những tình huống đi đường đầu tiên với các khả năng xử lý Ezreal của mình, và SKT chuẩn bị chiếm lấy khu vực đường giữa. Cú đá của Kasa chỉ đẩy được Faker ra mà thôi, chứ nó không trúng bất kỳ bạn khác bên phía của SKT, và một cửa dành cho nhà đương kim vô địch thế giới. Chênh lệch vẫn là một con số khủng khiếp, nó hơn 10.000 lâu lắm rồi, 58.600 so với 72.200. Và ta sẽ là tình huống wow. Đây, có được hỗ trợ phía sau. Wow, 3 phá thường, 1 cái quy và Wolf hỗ trợ W nữa. Kích hoạt cái chích, cái thêm cái gương vô danh nữa. Và nhẹ nhàng như vậy mà thôi, chẳng có gì phải khó cả. Chỉ, nhưng mà thật ra không quy là chết nè. Nằm xuống chắc chắn luôn, không quy là đó, lượng máu đó đi bụi tôi đảm bảo luôn. Nhưng mà Wolf đứng ngay sau lưng mà, tôi nghĩ cũng không sao. Và khi mà đã mạnh đến như vậy rồi thì bạn chẳng phải sợ vị tướng dùng sát thương mạnh kiểu như Victor nữa, thì thôi như gần như mọi thứ chấm dứt hoàn toàn dành cho Flash World. Đường giữa đã mất, vấn đề bây giờ hiện tại khi Baron 20 giây ra nữa, SKT sẽ thiết lập, họ chuyển đốt xuống khu vực dưới có dịch chuyển, họ cắm mắt rải hoàn toàn xung quanh khu vực ở gần hang Baron và đợi khi Kasa ra sẽ tấn công vào Kasa, và búa đỏ có trong tay đến từ Bang. Và rõ ràng là trận đấu này cho chúng ta thấy rằng SKT vẫn thực sự rất đáng sợ. Như vậy là sau khi vòng bảng kết thúc thì thực ra SKT, tôi nghĩ rằng bây giờ nếu như hỏi lại thì SKT mới là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, chứ không còn là Rock Tiger nữa. Bởi vì chúng ta phải xét thấy rằng là Rock Tiger thi đấu tương đối là vất vả, thậm chí là ở giai đoạn lượt về là họ lại thi đấu vất vả hơn so với lại giai đoạn lượt đi, mặc dù là họ về mặt cơ bản là kết quả tốt hơn một chút xíu, nhưng mà cũng khá là bất ổn. Samsung thì tôi cũng không nghĩ là đánh giá cao hơn so với SKT. Và chúng ta phải xét đến chuyện là
Rock Tiger chưa bao giờ có được chiến thắng trước SKT trong loạt đối đầu của BO5 cả. Thì khó lắm. Baron dành cho SKT, họ sẽ chuẩn bị dứt điểm tất cả mọi thứ. Bang bị đặt bẫy nhưng Bang đi bật chiêu cuối và chặn cái bẫy nào có thể cản được anh ta cả. Đang tràn vào đội hình của mình phía Flash Wolf, cú dịch chuyển chặn đường này nhưng sẽ bị chặn bởi trường động lực. Faker bấm đồng hồ cát ngay lập tức. Sọt ạc còn 300 máu chạy về, nhưng phía bên này thì Kasa liệu chạy đi đâu đây? Faker bắt được Enel và Enel nằm xuống ngay lập tức. Kasa đang bị tấn công bởi Bang và đúng, và Kasa cũng không còn nữa. Faker phải nằm xuống, nhưng đây là điểm mất, điểm hạ gục cuối cùng mà SKT sẽ phải chịu ở trong trận đấu này. Bởi vì mọi cơ hội của Flash Wolf đã kết thúc. Họ đang phải đứng trước khả năng bị loại khỏi chung kết thế giới sau thất bại này trước SKT. Sọt ạc nỗ lực trong tuyệt vọng, nhưng anh ta đã ngã gục. MMD tốc biến, anh ta vẫn giữ được mạng lẫn giáp thiên thần. Nhưng hy vọng của ứng cử viên số 1 MS đã kết thúc. Và SKT có được thắng lợi đầu tiên trước Flash Wolf trong năm 2016. Và trong một trận đấu gần như là cuối cùng và đó là cực kỳ then chốt dành cho Flash Wolf, họ lại không làm được điều mà cả 3 lần trước họ làm được trước SKT. Nhưng phải nói rằng đây là bộ mặt khác hoàn toàn của SKT khi đưa Bengi vào. Và Bang bật chế độ lên là gánh team, gánh cả khu vực đường giữa của mình nữa. Với Faker thi đấu ra tình huống cuối cùng mà ta nằm xuống, một pha giao tranh mà thắng hoàn toàn cho SKT, không có việc gì phân tích cả. Với kiểu của anh ta nằm xuống 4 lần rồi, thôi thì cứ lao vào trong map bộ nằm xuống. Kiểu vậy thôi được gánh rồi, nằm xuống bao nhiêu lần cũng được cả. Kiểu đã xác định rồi, đã chọn Goma, đã dặn là Lissandra này là để hỗ trợ cho Bang. Và khi bắt đầu đã tạo được lợi thế với chiến công đầu, với cái trụ đầu tiên đủ để cho Bang bắt đầu solo carry rồi. Với Faker lúc nào đi chơi thả đâu cũng được, và cầm thì ra giao tranh với đồng đội mà thôi. SKT có được chiến thắng. Rồi tôi hết hồn. Bỗng nhiên tính tự nhiên đứng. Năm thanh niên ra đứng nhìn cái cúp ra. Còn sớm lắm mấy anh ơi. Mới xong vòng bảng. Còn bóng không gặp đợi ai. Và SKT giành lấy vị trí nhất bảng B để vào tứ kết. Và họ sẽ gặp ai và những cặp đấu của tứ kết là như thế nào thì sẽ chúng ta sẽ trải qua phần bốc thăm ngay sau đây thôi, ngay sau khi trận đấu.